Ủa, đang chơi mà ngủ ngang luôn á. Là nó đang ngủ đó phải không mọi người? Đây nè, nó đang chơi mà nó ngủ ngang luôn vậy. Nó đang ngủ nè đúng không? Nè, ủa, đang chơi luôn á. Đây nè, cái thằng heo đó. Ủa, đang chơi mà ngủ ngang gì bộ. Đó, nó ngủ luôn đó. Nè, đó. Ủa là sao? Tại sao? Là nó đang ngủ phải không? Chính xác là nó đang ngủ nè. Đây nè, cái mặt của nó nè. Nhìn nè, nó không nhúc nhích luôn kìa. Nó giơ hai tay đầu hàng luôn kìa. Đó, còn trong khi người ta ngồi người ta liếm. Ủa là sao? Vậy là ngủ rồi đó hả? Ủa? Ủa? Vậy đó hả? Sao vậy? Kìa, con kia tắm cho nó. Bắt đầu chọc nó nha. Đô la. Đô la của ngoại. Đô la. Nó vẫn ngủ. Đô la. Đô la. Đô la của ngoại. Để xem nó có ngủ tiếp hay không. Là cái ngủ tiếp. Ủa. Vụ gì vậy? Đô la của ngoại. Đô la. Đô la. Con là một con heo hay một con mèo vậy? Đô la. Đô la. Đô la. Đô la. Con có mặt nữa nè. Đô la. Đô la. Đô la. Đô la. Đô la. Thôi cho nó ngủ đi.